nó tăng lên nhiều lắm. À, có gì đâu, thì vợ mình thì coi như là mình đầu tư cho vợ thôi. Bây giờ vợ anh ăn nhiều xíu thì cũng có sao đâu, nó tăng lên miếng chứ gì đâu. Ủa, vợ anh ăn nhiều là sao? Thì ý anh nói tăng đó. Ý anh nói là tăng, là tăng tiền điện, tiền nước, vợ anh ở nhà xài nhiều quá. Trời ơi, tưởng cái gì chứ tiền điện, tiền nước thì nó có gì đâu anh. Trời đất ơi, không có gì hả? À, em có biết là nó tăng biết bao nhiêu tiền không? Nó tăng rất là nhiều, 1/3 tiền lương của anh đó. Trời ơi, đi làm neo mà chứ có phải đi luyện võ đâu mà ngày 8 tiếng em sao làm nổi. Với lại anh chỉ rảnh buổi chiều thôi. Anh có để ý thấy tiệm của em vừa gội đầu nè, làm neo nè, mà tiền nước tháng nào cũng rất ít, tiền điện không tăng không? Anh có để ý đó mà anh không dám hỏi đó. Sao hay vậy? Đáng lẽ nè, ngay cái tháng nóng này nè, là tiền điện, tiền nước nhà nào cũng tăng hết chứ, ai mà cũng tăng nhức đầu luôn á. Nhà anh cũng vậy. Mà sao em hay vậy? Em ăn cắp. Em ăn cắp điện, ăn cắp nước á hả? Trời ơi. Đừng có la lố. Tiếng ca rộn vang chào mừng một ngày mới đã vừa sang, hát vang la 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 la, là một khúc ca cho mỗi nhà.